Chào các bạn ơi, hôm nay mình có cái hũ dưa ua như thế này nè các bạn, nó vững như thế này nè. Rồi một cái bọc miếng bọc xốp bọc trái cây nha các bạn. Đây là miếng xốp và đây là cái súng dán keo nè. Mình sẽ làm một cái lọ cắm hoa. Bây giờ mình bắt đầu làm nha các bạn. Mình bỏ này vô trước đi. Mình có cái miếng bọc xốp như vậy, mình bẻ làm đôi lại nha các bạn, cho nó bằng nhau. Để cái lọ cắm hoa vô chính giữa. Mình làm cái chậu cắm hoa dễ thương mà đơn giản nữa các bạn, tận dụng môi trường. Mình không có bỏ cái miếng xốp này đi hết, ra ngoài môi trường đó nằm dơ môi trường nha các bạn. Các bạn thấy có hình thành được cái chậu cắm hoa rồi ha. Đi cái đít trước mà. Nắm sát vô.
bạn ơi, mình dùng cái kẽm nhung màu trắng nha các bạn. Mình thì làm cái tông đơn giản, mình bột cái miệng lại cho nó xíu vô cho nó giống cái bình hoa nè. Được cái chậu hoa này các bạn. Mình có hai cành hồng này nè các bạn, mình cắm vô đây nha. Rất là xinh nha các bạn.